Năm nay là năm thứ mấy mình bên nhau rồi anh? Năm thứ năm rồi thì phải. Hồi mình yêu cũng là mùa thu này. Em mong là mình có thể chụp lại những bức ảnh kỷ niệm như hồi mới yêu. Top 5 kiểu tóc cho anh em tràn cao, quy định, hồi xuân trong mùa thu này. Đầu tiên, hai mái thu vlog. Thứ hai, sao bắt rủ. Chẳng sợ ngoài kia người ta có nói bất cứ điều gì, trái đất thì vẫn cứ xoay đó, ta vẫn cứ yêu đi. Thứ ba, short clip. Thứ tư, sai phát ra đẩy. Và cuối cùng, undercut. Từ nay anh sẽ bớt đi mượn tiền để không bị tụt tóc thêm nữa. Ơ, thế không phải vì em à?